kinh và đập cái bom. Thủ cầu rất hay, rất khéo léo và bình tĩnh, nhưng chưa để kết liễu đối thủ. Hết. Hay quá, đối thủ đang bị điều cầu rồi. Rất khéo léo. 1-0 thì Linh phát cầu. Xét đấu thứ nhất. Chúng ta tiếp tục cổ vũ cho Việt Nam nào. Tôi cháu đang live stream cô đừng gọi nữa. Cháu có gì cháu sẽ trả lời sau, còn đi cắt live stream rồi. Có người gọi cho Hùng và live stream nó lại bị cắt. Thực sự bây giờ mà cứ li li đến tầm nửa trận mà có ai gọi thì mệt lắm. Ok, chúng ta tiếp tục với trận đấu của Nguyễn Thùy Linh Việt Nam và tay vợt đến từ Đài Loan nào. Trận đấu. Thủ cầu rất chắc tay. Vâng, đập cầu rất tốt, cầu vẫn trong sân. Diện của Việt Nam Vũ Thị Trang đã có một trận đấu khá đơn giản trước tay vợt đến từ Mỹ và bước vào vòng trong rồi. Liệu rằng Thùy Linh có thể làm được điều đó hay không? Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho Thùy Linh nào. Bấm cầu góc rất hay. Liên tục những pha ép góc, tuy nhiên tay vợt đến từ Đài Loan có những pha xử lý rất khéo léo. Cũng hay quá nhờ. Rất bình tĩnh. Một Thùy Linh của ngày hôm nay khác hẳn với Thùy Linh của 1-2 năm về trước. Hello anh Lập, hello Cao Vũ, Cao Hồ Vũ Linh, hello tất cả mọi người nhá. Mọi người giúp chia sẻ live stream này được không ạ? Sao lại ít người xem? Tám sáu. Thì Linh vẫn đang dẫn trước với điểm số 86 nhá. Cầu trong sân rất tốt. Điểm 96 cho Thì Linh. Và pha phòng cầu rất uy lực. Dứt điểm rất tốt. Rồi. Linh lên chợ cầu lông và lên trang cá nhân nào. Ít người xem quá một trận đấu hay như thế này. Hôm nay Hùng live stream thì mọi người cứ hỏi Việt Nam. Anh à? Tao thập lặn đi anh. Chiều nay đánh không anh? Có. Anh đánh thế nào đấy? Anh ra sửa lại ra chỗ Trần Đình. Kiểu dạo qua giải đại học y để lấy đà nhảy nhảy thẳng giải đấy. 13-9 đúng không anh? Ok, điểm 13-9, một pha cứu cầu rất hay của tay vợt Thùy Linh. Rất tốt. Vâng, Thùy Linh di chuyển rất là uyển chuyển. Cầu ngoài sân, cầu rất bền và chính xác. Cơ hội dứt điểm cho Thùy Linh. Vẫn chưa thể ăn điểm. Cầu ngoài sân. Kèo lưới khá hay. Hay thế nhỉ, rất thích đường cầu này. Rồi, khoảng cách đã là 7 điểm, 17-10, Thùy Linh phát cầu. Anh Hào, Việt Nam, Service Charge, Ayas Alami, Bangladesh, Got 3. Cứu cầu số 3. Được.
Một pha đập cầu vạn trường rất tốt của Taylor đến từ Đài Loan. Cầu vẫn trong sân. Rồi một pha cầu kết thúc khá dễ dàng cho Thủy Linh. Tay vợt ở gần màn hình của chúng ta đây. Điểm không đều. Còn điểm số đầu tiên đó, một pha xử chém cầu lỗi của Thủy Linh. 1-0 cho tay vợt đến từ Đài Loan. Thủy Linh phát cầu. Hiện tại thì Hùng quay cả hai sân luôn, đang xem sân này ngó sang sân kia. Rồi một pha kê cầu. Lực tay rất tốt, đó là một pha. Vẫn còn rất xuất sắc, một pha bóng thủ xuất sắc của Thủy Linh. Liệu rằng sự xuất sắc đó có giành lại điểm số cho Thủy Linh trong vật rất tiếc cực. Đây là một pha bấm cầu ra ngoài sân. Cầu vẫn trong sân. Quay trận này nhưng muốn xem trận này. Đúng rồi. Quay trận thì Linh muốn xem trận Hàn Quốc với Đài Loan. Phê thật hay quá. Nhưng mọi người yên tâm là Hùng đang quay lại trận đấu đấy rồi. Mọi người sẽ được thưởng thức, cố gắng để có thể vươn lên dẫn trước đối thủ của mình. Và nếu có thể giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai luôn thì là một điều rất tuyệt vời. Cầu ngoài. Kinh và đập như bom. Thủ cầu rất hay, rất khéo léo và bình tĩnh nhưng chưa để kết liễu đối thủ. Hết. Hay quá, đối thủ đang bị điều cầu rồi. Rất khéo léo. Hôm nay khéo mấy lứa, anh xin chữ ký trước đi không? Mấy lứa đang nổi tiếng ấy. Xin chữ ký vào áo trước đi. Cầu lưới rất hay. Vâng, một pha đập cầu quá tốt ạ. Thủy Linh phát cầu khoảng cách 4 điểm rồi. Chỉ cần duy trì thế trận như vậy đến cuối trận đấu rồi là chúng ta sẽ giành chiến thắng. Vâng, rất tốt. Quá tốt. Chém kìa. Thực sự Thủy Linh đánh rất hay. Và nội bộ Việt Nam gặp nhau thì sao? Chúng ta hãy cứ hy vọng. Vẫn trong sân, cú tay rất chuẩn. Ok, tiếp tục với trận đấu Thủy Linh 14-8, khoảng cách 6 điểm rất an toàn. Bật cầu rất cao và đập rất cắm. Đài Loan phát cầu. Cầu ngoài sân, khoảng cách vẫn được duy trì an toàn 6 điểm. Thủy Linh đã có một trận đấu khá xuất sắc. Tuy nhiên đây mới chỉ là vòng loại thôi. Và để chinh
dẫn bếp của Hàn Quốc này. Ok, vậy là cặp đôi đến từ Hàn Quốc đã có thể kết thúc trận đấu sau 2 set đến mà xem. Trọng tài mà kiểu bắt cái chỗ này. Chưa trận đấu giữa Thùy Linh và David Đài Loan. Ba đằng sau kia là bên kia là 4-2 trọng tài rồi. Vận chuyển rất tốt. Rất xuất sắc cho Thùy Linh cầu trong. Rất tỉnh táo trước chụp ảnh nó. Malaysia. Không cách đánh Malaysia thì chắc cầu. Chắc. Hàn Quốc nữa. Thủ thì có thằng Indo thủ kinh. Malaysia đánh. Một khoảng cách cũng tương đối an toàn cho Thùy Linh. Rất uy lực ăn rồi. 19-15 rồi, hai điểm. Pha chém cầu ra ngoài sân của Thùy Linh. Đâu sao mình chiến thắng thôi. Rất cố gắng. 18-19 vâng. Wow. 19 đều. Vừa rồi những điểm số vừa rồi Thùy Linh có những tình huống đánh cầu không an toàn cho lắm. May mắn thay cầu qua cầu của vận động viên Đài Loan để dứt điểm ra ngoài. Không dám bỏ đâu. Cầu ngoài sân 20 đều. Tiếc quá. Vâng lẽ. Một pha đập cầu ra ngoài. Quá may mắn. Tới với Đài Loan. Cứu. 21-20, một điểm số nữa thôi nào. Rồi, cơ hội dứt điểm. Quá tốt. Chết. Rồi. Ok, vậy là tay vợt Dương Thùy Linh đã giành chiến thắng trong 2 set đấu. Và set đấu thứ 2 này điểm số là 22-20. Rất xuất sắc, cuối cùng thì chúng ta đã giành chiến thắng rồi. May mắn thay là không phải đánh sang set đấu thứ 3.